tấn tài giải nghệ ở tuổi 39. Nhà vô địch AFF Cup 2008, Lê Tấn Tài, quyết định treo giày sau 20 năm thi đấu chuyên nghiệp để theo đuổi con đường huấn luyện. Trao đổi với Dinh Newser, Tấn Tài cho biết anh quyết định giải nghệ. Tôi đã 39 tuổi rồi, còn gì nữa đâu mà luyến tiếc. Tôi sẽ học bằng huấn luyện viên loại pro để theo đuổi con đường bóng đá sau khi giải nghệ. Tấn Tài vừa trở về sau vòng chung kết U20 châu Á ở Uzbekistan cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đó là lần đầu tiên anh làm trợ lý ở một đội tuyển trẻ Việt Nam. Sắp tới, Tấn Tài sẽ tham gia vào ban huấn luyện U17 Việt Nam dự vòng chung kết châu Á ở Thái Lan. Mùa giải 2022 là năm thi đấu cuối cùng của cầu thủ sinh năm 1984 trong màu áo Khánh Hòa. Anh góp phần giúp đội bóng phố biển trở lại V-League. Sau khi cân nhắc điều kiện, Tấn Tài quyết định không thể vừa thi đấu vừa làm trợ lý như dự tính trước đó. Tấn Tài khởi nghiệp ở Khánh Hòa và cũng kết thúc sự nghiệp trên mảnh đất quê hương. Anh chơi bóng cho đội bóng phố biển từ 2003. Sau đó đội bị chuyển giao cho Hải Phòng năm 2013. Năm 2014, Tấn Tài về Bình Dương thi đấu 5 năm, rồi sang Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh chơi thêm 2 mùa cho Hà Nội rồi quay lại Khánh Hòa. Lê Tấn Tài là thành viên tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Trong màu áo tuyển Việt Nam, tiền vệ này khoác áo 63 trận, ghi 3 bàn thắng. Ở cấp độ câu lạc bộ, Tấn Tài có đủ danh hiệu tập thể, 2 lần vô địch V-League, 3 lần vô địch cúp quốc gia và siêu cúp quốc gia. Về mặt cá nhân, anh có quả bóng bạc 2012, quả bóng đồng 2005 và 2006 cùng huy chương bạc SEA Games 2005.